phạt để tránh một pha bóng quyết liệt có thể dẫn đến việc bị thổi phạt. Quang Hải lại là một pha phản công, một cơ hội đối mặt với thủ môn không vào. Chút nữa tỷ số là 3-0. Nếu đội Việt Nam mà bằng ra có thể nói là chỉ mang tính chất hữu ngoại của một Malaysia thôi. Cơ hội đã tìm ra rất rõ. Rất tiếc là Đức Trình vẫn chưa có thể ghi bàn. Trước đó là Đức Trình Trọng Hoàng hợp lý vẫn còn. Quang Hải chọc khe có thể dứt điểm ngay, chắc mất rồi.